Hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mình thì bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn rồi, nó suy dạ, nghĩ đi. Rồi suy nghĩ nha. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Em là Lan Phương, năm nay em 30 tuổi, đang công tác và làm việc tại Đồng Nai. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Bình ạ. Rồi, còn bạn? Em tên đầy đủ là Bùi Xuân Kỳ, quê gốc của em ở ngoài Thanh Hóa. Nhưng mà gia đình em đã chuyển vào Đồng Nai sống được hơn 10 năm rồi. Làm việc ở Đồng Nai? Em làm việc ở Đồng Nai luôn. Em là nhân viên vận hành xe nâng và trực tiếp lên xuất nhập hàng luôn anh. Nãy bạn nữ nói làm công việc gì chị chưa có? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Ủa Đồng Nai mà ở khúc nào? Đồng Nai rộng lắm. Em ở Trảng Bom. Trảng Bom, bạn trai ở đâu? Dạ, em ở Long Thành chị ơi. Rồi, Trảng Bom, Long Thành cũng gần mà. Cái sở thích của mình là gì bạn nữ? Thích hát. Thích hát. Rồi, mở màn ngày hôm hát nay luôn. Cho nó xôm tụ lên một xíu. Rồi bạn nữ. Em hát bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Hát thì giọng rất là ấm, rất rồi, là bạn hay. Nam hát luôn. Rất hay. Đáp từ liền. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em, riêng chờ đợi anh. Một sự mở màn rất là ngọt ngào như những giai điệu của những bản tình ca. Lam Phương, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 6 năm. Dạ, em quen nhau 8 tháng. Lúc đó em mới 24 mà tới giờ 6 năm luôn. Dạ. Hay là mình có đặt ra cái chuẩn như thế nào sao? Có dạ, khó cũng, tìm quá. Cũng không dạ. Tại vì do em sáng đi làm tối về nên em cũng không có thời gian để tiếp xúc với nhiều người, nên là em vẫn chưa quen được ai. Bây giờ em đã muốn thật sự muốn lập gia đình chưa? Dạ có, muốn rồi mới lên đây chị. Tại vì là lâu nay là không có đối tượng nên là không có dành thời gian thôi chị. Rồi, giờ điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mạnh thì... Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn rồi, suy dạ, nghĩ đi. Rồi suy nghĩ nha. Bên kia có mối tình 8 tháng. Mình có mấy mối tình? Dạ em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 vậy anh. Trời đất ơi. Ủa chơi mà có thiệt luôn vậy đó hả? Ủa thiệt có nó giỡn vậy bạn? Trường đúng không? Nói kinh nghiệm thì em cũng không dám, nhưng mà cũng chúc chúc anh ơi. Chúc chúc anh. Dạ, mối tình đầu tiên của em là dài nhất. Bao nhiêu năm? Được 2 năm. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Tại khả năng lúc đó chắc có lẽ là em cũng còn hơi nhỏ, chưa có suy nghĩ được đến cái vấn đề lập gia đình cái lúc đó. Còn giờ suy nghĩ là lập gia đình được rồi đúng không? Dạ, mạnh luôn nha anh. Lấy liền không? Lấy liền anh. Mấy tháng? Được 3 tháng làm luôn. Trời. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 được, tháng luôn, được luôn. Dạ, chuẩn bị rồi chị Cát Tường ơi. Em là cái người mà gọi là tự lập từ nhỏ. Nhà cửa thì em cũng có rồi. Công việc thì em thì cũng gọi như là ổn định thì cũng chưa ấy, nhưng mà cũng gọi là tạm rồi chị. Ừ. Nói chung lấy vợ được, ok ạ. Rồi, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái ngoại hình dễ nhìn rồi, chiều cao từ 1m53 đổ lên là được. Chỉ cần bạn gái là biết nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình và biết chia sẻ là được. Đơn giản vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn trai có mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không, hay có tật xấu gì không bạn? Dạ, ưu điểm của em cũng khoảng vài chục chị ạ. Như là em tự lập từ nhỏ, rồi thứ hai là em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì cũng nhiều lắm. Cũng biết nhậu, cũng có hút thuốc, lâu lâu hay cằn nhằn. Tại cái công việc của em nó hơi bị áp lực. Nãy giờ hết rung cho em. Dạ. Nghĩ ra cái ưu điểm gì của mình chưa? Ủa, tôi qua tôi kỳ vậy? Cổ rung quá, cổ hiền lắm. Trời ơi, chồng em dễ thương quá, rung cái gì? Dạ. Bắt tay coi. Dạ. Trời ơi, tay lạnh ngắt à coi. Đâu có gì đâu đúng. Ngoài tưởng tượng của anh nãy giờ là em hiểu anh nói gì rồi ha. Dạ dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hơi nóng tính. Người đẹp nóng tính, không có đề gì cả. Dạ.
gì nữa? Em không có thích kiểu mà hay cằn nhằn này kia đâu. Ô, kiểu cằn nhằn. Bên kia cằn nhằn đó, bớt đi nha. Bớt đi em ơi nha. Dạ. Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Biết nấu ăn, bên kia cũng nấu. Hai người dành nấu người... Không ai ăn. Em nhường em nấu. Rồi, gì nữa? Mẫu mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì cao 1m65 đổ lên. Bên kia nghi quá, sao nhiêu, bên đó nhiêu? Yếu rồi anh ơi. Yếu, yếu. Bên nào cũng yếu. Bên nào yếu rồi, không yếu gì. Bỏ qua cái đó đi. Nhưng mà em không thích hút thuốc, mà anh kia hút thuốc. À, anh hút thuốc thì thực sự ở nhà thì không có hút, nhưng mà đi làm hoặc là lâu lâu uống cà phê với bạn thì có hút. Cái đó có thể bỏ được. Không có thích gia trưởng, quan tâm chia sẻ là được rồi. Vậy thôi ha. Dạ. Thôi anh thấy được á. Dạ. Được, cưới liền, không chỉ 3 tháng, tháng làm luôn. Dạ. Để coi bà mối qua coi. Thôi, tôi khó lắm mà, đâu có giỡn. Chào chị. Trời ơi, đây được, không bên đây cũng được, ngon lành. Nhưng mà sao mạnh miệng dữ vậy đó hả? 3 tháng được là cưới luôn. Dạ, được cưới luôn, tại vì mẹ em nói rồi, tháng năm 2017 là không có vợ hoặc là không có người yêu dẫn về cho mẹ thì ra đảo ạ. Ra đảo ạ? Mẹ em chọn em ba quần đảo rồi, tự chọn. Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc. Em muốn chọn nơi nào thì chọn. Rồi em chọn nơi nào? Em thì để hết năm 17 đó em mới chọn được chị. Mình có coi tuổi coi tác gì không? Dạ không. Giờ thích đẻ mấy đứa con nè? Con thì cứ càng nhiều càng tốt rồi chị. Nổi không? Cố gắng hết sức anh. Bây giờ 3 tháng đám cưới đúng không? Dạ. Bây giờ tôi bàn nha. 3 tháng được là cưới luôn rồi. 3 tháng được cưới luôn. Xính lễ gì chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Xong hết rồi chị. Được, cặp này sáng sủa. Chỉ thiếu tiền mua về thôi. Được em. Được sao quá đi chứ trời ơi. Rất được. Cặp này được à? Mình bây giờ là với người, mình thân người thân xem. Dạ, em có đi với em trai với mấy bạn đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Gạch Tương và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này cũng trầm ổn, chắc cũng bản lĩnh. Thì giống như chị nói lúc nãy á, tính chị thật ra đúng không thích cằn nhằn. Nếu anh có thể sửa được thì anh chị có thể tiến với nhau được thì quá tốt. Không, anh sẽ cố gắng, tại vì anh nói là đôi khi thôi. Đôi khi cái công việc của anh nó bị nhiều, nó áp lực nhiều quá, nó bị chết. Còn bình thường thì ok. Anh hứa là anh sẽ không có cào nhào, bớt cào nhào. Còn hứa với em nói gì nữa, lo cho em đó nữa được. Em có chứ. Dạ, nếu mà em cần cái gì thì dạ, cái đó anh thì sẽ... anh hứa với chị em được rồi, còn riêng em thì biết nhậu là được rồi ạ. Trời đất ơi, đưa gì chọn kiếm bạn nhậu rồi đó hả? Hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với một anh bạn thân. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào chương trình. Nói chung là anh là cũng là người bạn và người anh thân thiết của em Kỳ. Gia đình rất là thoáng. Riêng về nhận xét của anh về em Kỳ, rất đàn ông và bản lĩnh, siêng năng làm việc và biết chia sẻ công việc với người phụ nữ. Mong muốn là hai người có một cái cơ hội tốt để đến với nhau. Rồi, ok. Được á. Bây giờ kéo màn lên đi. Khí thế lên coi. Rồi bây giờ hợp nhau nữa là tiến tới hôn nhân luôn. Bắt đầu 3 tháng. 3 tháng nha Cương. Anh có bó hoa với món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó mình sẽ nói cảm nhận về những gì mình suy nghĩ về đối phương. Anh cảm nhận em là người rất là xinh, cười rất là tươi nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em trắng, rất là xinh. Dạ. Không lẽ đen. Nếu mà bình thường mình đến được với nhau á, thì khoảng được bao nhiêu tháng em có thể kết hôn được? Dạ, thì nếu như mà hợp nhau thì càng nhanh càng tốt. Theo như em nghĩ thì chắc thời gian là cỡ 6 tháng đến 1 năm. Ok. Dạ. Ba được không? Dạ, thì cũng được ạ. Dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu có vấn đề gì với em không? Tại vì em thì em cũng xa quê, cho nên là em muốn ở làm dâu thì em cũng được ok. Tại vì á, nếu mà có cái chuyện gì hay là này kia mà làm dâu mà nó khó khăn á, thì em cứ chia sẻ với anh. Anh dạ. Cũng là người rất thích là chia sẻ và mình nên ngồi nói chuyện với nhau để mình gỡ những cái khúc mắc ra. Em gái đó, em cảm nhận anh thế nào? Dạ được. Được phải không? Dạ. Có sao xuyến, có rung động gì chưa? Chị hỏi khó quá. Hỏi thiệt mà. Để tôi biết đường của tính chuyện hôn nhân nè. Dạ có. Có, thấy chưa? Cô nha, phải nói ép cô vậy cô mới trả lời. Bây giờ tính vô chuyện hẹn hò đi. Đảng Bom với lại Long Thành mình đưa đón sao, mình hẹn hò sao, đưa ra kế hoạch luôn đi. Thì công việc của anh thì cũng là có đi ca, thì cố gắng anh sẽ sắp xếp lên nhiều nhất, một tầng thì 2 lần. Em ok thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lên nhiều. Đứng lên, đứng lên. Thì muốn 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Nắm tay cậu đi. Xin phép, xin phép gì đó. Nắm hai tay đằng hai tay bên. Nhìn vô mắt cổ. Nắm hai tay rồi. Em hãy
về đội của anh. Anh sẽ cho em một cái niềm tin và một cái dựa vững chắc. Đội gì? Đi thi đấu gì hả? Dạ, về đâu nghe là đi thi đấu luôn. Có đội gì đấy đó. Em về cái chuyện tình em cũng khó nói. Hát. Dạ, em cầm tay em quên hết rồi. Em không hát được. Thôi được rồi anh. Anh Việt Linh đó, em ngại. Giờ muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Tạo điều kiện như vậy không chịu. Dạ. Anh này dở thiệt luôn á. Trời ơi, đổ mồ hôi chân à. Em hồi hộp. Thôi bây giờ nói một câu đàng hoàng, thật tình cảm, cảm xúc của mình. Em cho phép anh được đưa đón cũng như là quan tâm em mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ rồi đi. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi vào vấn đề. Còn bạn gái, bạn thấy sao? Em cũng thấy anh cũng được, cho nên là mình nghĩ là cho nhau một cơ hội. Có hôn chưa? Dạ hôn rồi. Hôn rồi hả? À lâu quá quên rồi. Giờ nhớ nụ hôn không? Quên không? Hồi nhắc lại nha. Rồi. Ok. Đặt tay vào nút bấm đi. Tôi đang đối diện với bà con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, khán giả, cả triệu người đang theo dõi các bạn. Bấm nút là chúng đồng ý quen với nhau. Một, quyết định. 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao chậm vậy? Giật mình. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Run quá cái nút nó. Run quá tìm, không ra cái nút hả? Trời, cô gái dễ thương quá à. Nắm tay cổ đi, cổ rung lắm. Hình như cái rung động đầu đời đấy. Dạ. Đúng không? Đúng không? Rung quá vậy? Khung gái đi cho đỡ rung đi. Thôi, đẹp lắm. Cặp đôi này anh thấy đẹp đấy. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh, thì cái nào cũng được. Ông muốn vợ lắm rồi. Nói chung là hiền, gọn gàng, không xăm mình. Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm, không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Như vậy là chúng ta đã có một cái niềm vui đầu tiên của chương trình đó quý vị. Không biết niềm vui tiếp theo nó có tròn vẹn hay không. Bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời, hạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bây giờ mời bạn nữ giới thiệu mình. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Sang, năm nay 29 tuổi, đến từ Thủ Đức. Hiện mình đang làm công việc gì? Làm công nhân cho công ty điện tử. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường. Dạ, em tên là Nguyễn Vũ Kha, năm nay em 29 tuổi, quê gốc là ở Cà Mau. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sản xuất sáo và bán online. Bán gì online em? Sáo. Sáo thổi hả Ngân? Dạ, đúng sáo rồi. Thổi à. Rồi. Bây giờ mình thổi sáo cái đi. Em hồi hộp với em quá. Làm như nó nghẹt bét á. Sáo này em thổi lại cả. Thổi lại đi. Em đứng lên nha. Rồi đứng đi, đứng vô coi hơi. Em hồi hộp. Làm lại nữa. Thổi dày mới bán được sáo nè. Bạn có năng khiếu gì không? Thế rồi, chỉ biết nấu ăn với lại chơi thể thao thôi. Chơi thể thao môn gì? Bóng đá. Trời ơi, chi? Đá bóng đá ở vị trí nào? Dạ, tiền vệ. Về vợ đá bóng, chồng thổi sáo. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ, em có chơi đá bóng chị ơi, đá tiền đạo. Được ha. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, cũng có một rồi. Dạ, quen hơn 4 năm nhưng mà chia tay nay cũng gần 2 năm rồi. Bên nhà bạn trai nó không hợp tuổi. Bạn trai nhà bạn có coi tuổi không? Dạ không chị ơi. Việc cưới sinh thì do em quyết định cho nên em không có quan trọng về vấn đề tuổi tác. Rồi. Em tuổi con gì? Em nay sinh năm 88. Bên đây sinh năm nhiêu, tuổi con gì? Dạ 87. Ủa là lớn hơn bên kia 1 tuổi. Dạ. Rồi một tuổi nhỏ hơn cũng không thành vấn đề luôn đúng dạ. không? Rồi tiếp tục, giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Nói chung là hiền, về ngoại hình là phải cao hơn 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m71.
Được. Dư luôn. Tiếp. Gọn gàng, không xăm mình hay là không nhuộm tóc? Có xăm mình không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc chắn 100%, từ trên xuống dưới không có một vết xăm. Có uống xăm không? Dạ có. Ừ được, uống xăm được. Rồi tiếp còn gì nữa không bạn? Đừng có gia trưởng quá. Có gia trưởng không? Dạ không gia trưởng. Ông này chắc muốn vợ lắm rồi nè, cái gì ông cũng không hết trơn hết trọi à. Rồi được rồi đó. Vậy thì em có đặt ra cái tiêu chuẩn tìm bạn gái như thế nào không? Tiêu chuẩn của em thì nói chung là cũng rất là đơn giản. Cao 1m50 trở lên là được rồi. Về ngoại hình thì hơi thon thon, nhìn dễ nhìn xíu. Rồi. Tóc tai thì ngắn cũng đẹp, dài cũng xinh xinh, thì cái nào cũng được. Què chất vậy, ông muốn vợ lắm rồi. Nãy bạn gái bên kia có chia sẻ một mối tình 4 năm. Còn bạn? Dạ em thì trước đây em có quen 2 mối tình. Và mối tình chia tay gần đây nhất là cách đây khoảng 2 năm. Và lý do chia tay của em thì nó lãng xẹt. Sao lãng xẹt? Dạ một trận. Kể nghe nó lãng cỡ nào. Một trận đá banh định mệnh mà hai đứa em phải chia tay. Hai đứa cá độ hả? Dạ không. Sao? Dạ, bữa nay có một trận đá banh định mệnh mà hai đứa quen nhau, được không? Dạ được. Ủa sao nói chuyện chậm vui vậy? Dạ em tự nhiên. Rồi em kể câu chuyện đi, chị ráng cho đứng nghe tới mai coi xong câu chuyện không nha. Bữa đó em có đá banh, là 9 giờ em hẹn bạn gái đi chơi. Sự cố cho nên em quản lại, là dời lên trên đá cho nên trễ hẹn với bạn gái. Bạn gái giận lẫy, không nghe anh giải thích gì hết. Thì dặn lẫy xong rồi hai bên không ai nói chuyện với nhau riết. Rồi thời gian thì người nó lên tiếng, thôi mình không hợp, mình chia tay đi anh. Lý do đúng ra là ông em phải lên tiếng trước. Em xin lỗi, một tuần không gặp mặt em. Tại em xin lỗi chậm quá chứ gì. Hay là cổ nghi ngờ giới tính của em không? Dạ quen 2 năm rồi chị. À là có mần ăn gì rồi đúng không? Trời ơi. Tại là cái kiểu nói chậm thì thôi chứ không gì hết đúng không? Dạ, đúng. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng ạ. Cô đó cũng không có hiểu cái thú vui đá banh. Dạ. Còn cô này cổ đá banh luôn. Phải không chị? Ừ. Nếu mà vậy thì bạn đá rồi cổ cũng đi đá thì đâu ai giận ai. Nhưng mà em đá banh mà rồi em có thích cái người bạn gái mình đi đá banh không? Em thích con gái bận đồ thể thao đá banh. Vậy là hợp quá trời hợp rồi, được rồi. Mọi công việc mà em làm em tự quyết định hết. Trước đây em có đi bán kẹo kéo, hiện tại bây giờ em cũng có đi bán kéo kéo. Màn lên mình mời cổ mua kẹo kéo nha. Hát kiếm cái bài nào tình cảm nha. Anh này dễ thương lắm đó. Anh chấp nhận cái sở thích đam mê của em. Ừ, chào em gái. Em có yêu cầu gì người bạn đời của em không? Cần hiền một tí là được rồi, không gia trưởng. Hiền lắm, thật tình lắm. Dạ. Anh hiền lắm em ơi. Đang nãy giờ nói gì ta cười đó à. Có duyên nữa. Dạ. Em không thích gì anh không? Nhậu nhiều quá sợ. Có nhậu không em? Miền Tây chắc có rồi em. Dạ em không biết nhậu, không hút thuốc. Thấy chưa, đừng nhìn bề ngoài mà đoán vậy là không được. Có biết cờ bạc không anh? Không cờ bạc luôn em ơi. Vậy là được rồi. Được rồi ha. Anh chỉ biết lo làm ăn thôi, không có chơi gì dính vô mấy cái đó. Dạ. Anh là dễ thương lắm. Bây giờ thí dụ như cổ ở Sài Gòn nè, em có đồng ý ở rể không? Ở rể thì cũng được, không có gì đâu. Không có gì đâu đúng không? Dạ. Không, cho tôi hỏi bạn nam một câu. Bạn nữ nhìn hơi men. Em men lắm chị. Không, bạn nữ, tôi nói bạn nữ nhìn hơi cá tính đúng không chị? Ừ, hơi cứng cứng, không có dịu dàng, còn yểu điệu đâu nha. Dạ. Sao? Được chị. Quan trọng là tâm lý mà hiểu nhau là được rồi. Còn dịu dàng như vậy không cần thiết. Không cần thiết. Được. Được ha. Dạ. Rồi, ông này cái gì cũng được hết á. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em có đi với ai không? Dạ, đi với bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Anh này thì hiền, thấy là anh này rất dễ thương, đồng ý với mày. Nhưng mà chị hỏi nha, chị hỏi em nè, em chơi với Sang lâu rồi phải không? Dạ. Nhìn men nhưng mà có men không? Dạ không. Phải không, thích con trai đúng không? Dạ. Ủa quên, thích con gái chứ, lộn. Không, thích con trai vậy. Thích con trai được. Bạn trai, có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Tất cả các quý khán giả có trong chương trình hôm nay ạ. Và anh Khao là một người rất là hiền, thật thà. Đặc biệt cá là anh rất là hài hước. Vấn đề ăn chơi hay là nhậu, thật sự là anh không biết nhậu. Còn về bạn nữ bên đây thì em thấy rất là dễ thương. Em nghĩ là rất là hợp, cặp đôi rất là hợp với nhau. Cảm ơn em. Bây giờ ha. Thôi, kiếm cho đôi lên. Trẻ gặp nhau đi. Kiếm cái bạn. Cảm ơn lên cảm nha. Hai, ba. Trước khi đến đây thì anh có một món quà anh tặng em. Thay cho món quà thì anh có một câu hát, anh muốn hát như vậy tặng em. Anh xin dâng tình anh trọn đời, người hỡi người xin hãy nhấn nút để ta hẹn hò.
cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương, đúng mẫu người mà anh đang chọn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh có thể là khác so với suy nghĩ ban đầu của em. Được cái là anh hiền. Nếu như mà anh với em đồng ý hẹn hò, sau này mình tiến tới hôn nhân thì em có chấp nhận ví dụ sống ở nhà trọ không? Tại vì hiện tại giờ anh chưa có khả năng để mua được căn nhà. Nếu vậy thì anh có thể ở rể, anh có chấp nhận ở rể hay là không? Nếu mà gia đình bên em có ý kiến thì anh cũng có thể được. Được không? Được. Anh làm ở đây hay là làm ở quê luôn anh? Anh đang làm ở đây và dự định của anh là lập nghiệp ở tại thành phố này. Nếu vậy thì được. Ở đây công việc của em thì nó cũng đã ổn định hết rồi. Anh đang tranh đấu để đạt được cái mục đích của mình. Phấn đấu thôi mà bắn sáo không tranh đấu. Tranh đấu với ai? Phấn đấu. Phấn đấu. Sếp làm sao để mà gặp nhau hẹn hò làm sao? Mình sẽ gặp nhau như thế nào? Kêu ổng tính không hỏi người ta như thế nào. Chủ nhật là em rảnh cả ngày thôi. Ngày chủ nhật rồi đi bán kẹo kéo chung với ảnh được không? Anh thổi sáo rồi em đi mời người ta. Em đi mời thì chắc được chị. Nhưng mà đừng kêu em hát là được rồi. Vậy là được rồi, trời ơi. Em có biết hát không? Không. Anh hỏi thu nhập bán kẹo kéo ha. Mỗi một ngày mình đi bán suốt như vậy thì mình khoảng được bao nhiêu ngày em? Trung bình một đêm mà em đi hát khoảng 3 đến 4 tiếng thì thu nhập của em khoảng 500 đến 600 mà. 600 cũng ổn đó nha. Tháng cũng mười mấy triệu rồi. 18 triệu. Mà cái đó là mới kẹo kéo không hay là tính tiền bán sáo chưa? Dạ kẹo kéo á chị. Còn kẹo kéo chưa tính bán sáo là sao nữa? Vậy là đủ nuôi à. Đủ nuôi vợ con đủ rồi đó. Vợ con không em? Dạ dư sức chị. Dư sức cơ hội cho em nói một câu gì đó thật tình cảm, thuyết phục được bạn gái. Định mệnh đã ngăn cách chúng ta khoảng thời gian rất dài. Thì hiện tại giờ định mệnh đã đưa chúng ta hẹn ngồi ở đây đối diện với nhau. Thì anh hiện tại anh không có thể lo cho em được nhà cao cửa rộng. Nhưng anh chắc chắn với em một điều rằng nếu em lấy anh thì anh sẽ che chở cho em đến suốt cuộc đời này. Hay quá. Rất hay. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ và đi đến quyết định. 1 2 3. Quyết liệt. Thời gian. Quyết liệt, quyết sống liệt. Bấm. No. Bấm bấm. Nắm gì vậy? Nắm tay, nắm tay bạn gái nhau đi. Cảm giác như thế nào? Hả? Thôi hợp anh. Hùng cái đi. Hùng cái đi. Mẹ lớn. Hồi hợp rồi đó. Hồi hợp. Tấn công. Tình luôn á, cô gái này rất cá tính nha, nhấn nút nhanh cực kỳ luôn. Ừ. Bên cái là coi như quyết đoán. Bên đây này nó nhấn không. Lịch nhấn nhanh lắm. Chúc mừng hai em. Ở rễ đi, mọc rễ luôn đi. Chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox.